Tên tôi. Không được. Trời ơi, cái gì vậy? Từ Vi đưa ra là dây chuyền. Chuyện gì trời, chị đưa cái câu gì mà em không biết. Chuyện chuyện từ của anh nãy giờ. Chương trình Thử Thách Bất Ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ 6 lúc 21h15 trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Saco đã đồng hành cùng chúng tôi. Và kính thưa quý vị, cho dù là văn nói hay là văn viết thì ngôn ngữ tiếng Việt vẫn luôn giữ những vai trò vô cùng quan trọng kết nối mọi người lại với nhau. Và đôi khi là có những từ mà trong cuộc sống chúng ta sử dụng hàng ngày, nhưng mà nhiều khi là không đúng ngữ pháp nè, không đúng chính tả mà chúng ta không nhận ra điều đó. Cho nên là chương trình cũng sẽ là một cái thử sức nho nhỏ của mọi người để mọi người có thể ôm lại kiến thức từ vựng tiếng Việt của chúng ta. Và chương trình Thử Thách Bất Ngờ là một sân chơi vô cùng mới lạ. Chúng ta sẽ thử thách 4 người chơi của chương trình để họ cùng vượt qua những thử thách và giành lấy giải thưởng 45 triệu đồng. Và ngay bây giờ thì không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta hãy xem hôm nay ai tham gia chương trình đấy ta. Và đầu tiên xin mời diễn viên Hồ Bích Trâm. Và tiếp theo xin mời diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Hello. Và xin mời ca sĩ Vũ Duy Linh. Không ai tính đứng rồi chị Vi hết trơn á. Ủa sao kỳ quá vậy? Và cô gái phiên dịch viên vô cùng xinh đẹp Trần Thanh Hương. Hương ơi, Hương qua đây luôn. Ủa MC đâu? Sao vậy mọi người? Vậy là chia phe vậy luôn phải không? Dạ. Nhưng mà người ra đề là em đó nha. Người ra đề là em, bây giờ có ai theo phe em không? Dạ không em luôn. Không luôn. Thôi mình phe nữ đi chị. Không, thật ra là MC quan trọng lắm anh à. Không có MC là không được đâu ạ. Trời ơi, hôm nay là một bên là chiếu chiếu nè, đỏ rực rỡ luôn. Phiên dịch viên Trần Thanh Hương của chúng ta cũng rất là xinh xắn. Hương ơi, bình thường là mình là phiên dịch viên thì chủ yếu là ngôn ngữ gì bạn ha? Dạ em làm phiên dịch tiếng Anh ạ. Ồ, nếu mà ngôn ngữ tiếng Anh mà dịch qua tiếng Việt thì đôi khi là bạn có hay gặp những cái từ nào mà nó khó không? Tại vì chứ tiếng Việt của mình thì phong phú lắm. Dạ có ạ. Em đi gặp thì gặp rất là nhiều những trường hợp á, mà em nghĩ hoài không biết cái từ đó phải nói như thế nào. Thì á, em luôn muốn nói giải thích cho khách hàng của mình những từ rõ nghĩa nhất, làm sao cho dễ hiểu nhất. Nếu mà như vậy là tiêu chí của chương trình chúng ta đang rất hợp với bạn Hương. Hy vọng là bạn sẽ chiến thắng nha. Còn Duy Linh ơi, không biết là bình thường trong cuộc sống hàng ngày á, mình có gọi là bị sai chính tả rồi này kia nhiều lắm không? Chắc có lẽ là có, bởi vì tiếng Việt mình rất là phong phú và đa dạng và mình không tự tin rằng là mình biết hết tiếng Việt đâu ạ. Nhưng mà Vi được biết á là Linh xuất thân từ thầy giáo dạy văn. Wow. Đúng không? Em có... Thôi em thú nhận luôn đi ạ. Em có 10 năm đi dạy cấp 3. Trời ơi, 10 năm. Chứ hiện tại thì quá. Em đã chuyển sang làm ca sĩ rồi ạ. Và dòng nhạc của em đó chính là dòng nhạc âm hưởng nhân ca. Hay là bây giờ mình quê hương lắm, mình hát một câu đi, mình hát nhẹ một câu tặng cho khán giả đi. Vâng, xin tặng quý vị một điều lý rất là quen thuộc đó. Lý chiều chiều. Lý chiều chiều. Chiều chiều ra đứng tây lầu tây, tây lầu tây, thấy cô tàn tình gánh nước, tưới cây ngô đồng, ai khiến xuôi trong lòng, trong lòng tôi thương. Cảm ơn quý vị ạ. Kính thưa quý vị, qua phần giao lưu nho nhỏ thì chúng ta cũng đã thấy là chương trình Thử Thách Bất Ngờ hôm nay chắc chắn là sẽ rất là vui nhộn và thật là sôi động, đúng không nào? Và sẽ không để quý vị chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên mang tên Biệt đội ngôn ngữ. Vòng 1 có tên Biệt đội ngôn ngữ. Người chơi tham gia một số thử thách để xem khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vòng này không tính điểm. Và sau vòng này mỗi người chơi được tặng 10 điểm ngôn ngữ. Và bây giờ mình sẽ chơi nối chữ. Chắc là mọi người đã rất là rành về cái nối chữ này rồi đúng không nào? Dạ. Đuôi của người này thì là đầu của người kia. Rồi, bây giờ từ đầu tiên nha. Màu đỏ. Đỏ thắm. Thắm tươi. Tươi xanh. Xanh rờn. Chết chưa? Chết chưa? 5 4 3 2 1. Hết giờ. Rồi, Hương thua, xin mời Hương một bên. Anh chơi khó quá à. Và mọi người lưu ý nha, từ này phải là những từ có nghĩa. Ví dụ như danh từ, động từ, tính từ thì đó là những cái từ có nghĩa. Còn những từ cảm thán thì nó chỉ là cái cảm xúc bất ngờ để thốt ra những cái từ đó thì mình không có tính. Và bây giờ Vi sẽ đưa từ ra, đó là đi học. Học tập. Tập viết. Viết bản. Bản tên. Tên tôi. Tên tôi. Không được. Trời ơi, cái gì vậy? 5 4 3 2 1. Thua rồi. Để là loại. Loại. Và bây giờ còn 2 người thôi nha. Tiếp theo từ Vi đưa ra là dây chuyền. Chuyền gì trời? Trời, chị đưa cái câu gì mà em chuyền chuyền. Không, chuyền từ của anh nãy giờ. Chuyền tay. Tay em. Tay em không được. Tay em giống như là tên tôi vậy đó. Tay ta không được. Tay 5 4 3 2 1. Hết giờ. Cái gian vậy nhanh cái gì từ chứ. Thua. Vậy luôn hả? Tay chân. Ừ, tay chân. Ủa vậy là em thắng hả? Em thắng một cách ngoạn mục. Chị vậy cầm tay em chị lên nha. Bây giờ Hồ Bích Trâm là người chiến thắng. Và đầu tiên thì chương trình sẽ tặng bạn một món quà, đó chính là 10 điểm. Wow. Bây giờ em sẽ có thêm một quyền ưu tiên. Dạ. Đó là được đưa ra hình phạt cho ba bạn bên đây. Rồi giờ sao ta? Hình phạt gì bây giờ? Bây giờ cho một cái đoạn nhạc sôi nổi bất kỳ, xong rồi mọi người sẽ nhảy theo cái điều khiển của em. Rồi chuẩn bị 3 2 1 nhạc. Lăn quăng. Nhảy con rắn. Con khỉ. Còn gì nữa? Hết nhạc rồi. Được rồi. Thật ra là qua một cái thử thách vui vui vừa rồi để làm cho mọi người khởi động một chút xíu thôi. Nhưng mà cả ba người chơi của chúng ta, các bạn cũng sẽ được nhận 10 điểm từ chương trình. Ủa gì gọi vậy?